Khách mời đầu tiên hé lộ chi tiết thiệp cưới ấn tượng của Boca, Kim Tuấn Kiệt, thời gian hôn lễ đã được ấn định rõ ràng. Mới đây, khách mời đầu tiên là diễn viên Duy Khánh chính thức hé lộ thiệp cưới của cặp đôi trẻ Boca và Kim Tuấn Kiệt. Theo đó, thiệp cưới được để trong một chiếc hộp kính ấn tượng có hoa và một túi nhỏ. Bên trong chiếc túi chính là những mảnh ghép lại thành bức hình cưới của Boca và Kim Tuấn Kiệt. Màu sắc chủ đạo chính của thiệp cưới là màu hồng và trắng, màu yêu thích của nữ diễn viên. Bài đăng tải của Duy Khánh ngay lập tức được nhiều khán giả quan tâm. Khán giả gửi lời khen về sự sáng tạo thiệp cưới của Boca và Kim Tuấn Kiệt. Đồng thời, một số người tò mò về thời gian, địa điểm cụ thể diễn ra lễ cưới của đôi trai tài gái sắc. Chưa đầy một tiếng trước, Kim Tuấn Kiệt đã hé lộ đầu tiên về hình của cặp đôi kèm theo thời gian tổ chức hôn lễ là ngày 4 tháng 11 tới đây. Trong bức ảnh, cặp đôi biểu cảm chu mỏ đầy nhắn nhít và gương mặt lộ rõ nét rạng rỡ. Bên dưới là hàng nghìn bình luận gửi lời chúc phúc. Boca mang thai con đầu lòng với Duy Tuấn Kiệt là một bé trai. Hôn lễ diễn ra vào tháng 11 sắp tới của Boca và Duy Tuấn Kiệt đang được cư dân mạng vô cùng mong chờ. Trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi liên tục vướng nghi vấn có tin vui. Trong hậu trường chụp bộ ảnh, Boca thẳng thắn lên tiếng về thông tin đang mang thai con đầu lòng. Boca hài hước lên tiếng đính chính: "Cứ cho là tôi đã có tin vui đi, tôi cũng lớn tuổi rồi, có càng tốt chứ sao?" Trong đoạn clip này, nữ ca sĩ Hoàn Minzy còn hài hước trêu đùa với Duy Tuấn Kiệt: "Anh Duy, ai bảo anh trả lời là bé gái thì mọi người đồn." Trước đó, giọng ca Bắc Ninh bình luận sẽ giữ vài bộ quần áo của con trai để cho cặp đôi. Sau đó, Duy Tuấn Kiệt đã trả lời Hoàn Minzy: "Ủa rồi con gái vẫn để đồ bé bo, cảm ơn em." Khiến netizen xôn xao cặp đôi đã có con đầu lòng. Duy Tuấn Kiệt từng phải lên tiếng đính chính, phủ nhận tin đồn Boca mang thai: "Đồn bậy rồi nha, còn chưa đám cưới mà mọi người." Boca và Duy Tuấn Kiệt đã có 4 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Theo Trường Giang, địa điểm tổ chức ngày trọng đại của đàn em không phải tại thành phố Hồ Chí Minh mà ở vùng biển. Chia sẻ về lý do cầu hôn Boca và dịp kỷ niệm 4 năm hẹn hò, Duy Tuấn Kiệt cho biết: "Bất cứ người phụ nữ nào cũng thích được cầu hôn. Boca xứng đáng có được điều như vậy. 4 năm quen nhau là cả một quá trình. Có thể đối với nhiều người nó không dài, nhưng với Jin nó cũng không ngắn. Thế nên Jin nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình tiến tới một chương mới cuộc đời cùng nhau, để cùng xây dựng hạnh phúc và tương lai cho cả hai đứa." Boca mang thai con đầu lòng với Jin Tuấn Kiệt là một bé trai. Hôn lễ diễn ra vào tháng 11 sắp tới của Boca và Duy Tuấn Kiệt đang được cư dân mạng vô cùng mong chờ. Trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi liên tục vướng nghi vấn có tin vui. Trong hậu trường chụp bộ ảnh, Boca thẳng thắn lên tiếng về thông tin đang mang thai con đầu lòng. Boca hài hước lên tiếng đính chính: "Cứ cho là tôi đã có tin vui đi, tôi cũng lớn tuổi rồi, có càng tốt chứ sao?" Trong đoạn clip này, nữ ca sĩ Hoàn Minzy còn hài hước trêu đùa với Duy Tuấn Kiệt: "Anh Duy, ai bảo anh trả lời là bé gái thì mọi người đồn." Trước đó, giọng ca Bắc Ninh bình luận sẽ giữ vài bộ quần áo của con trai để cho cặp đôi. Sau đó, Duy Tuấn Kiệt đã trả lời Hoàn Minzy: "Ủa rồi con gái vẫn để đồ bé bo, cảm ơn em." Khiến netizen xôn xao cặp đôi đã có con đầu lòng. Duy Tuấn Kiệt từng phải lên tiếng đính chính, phủ nhận tin đồn Boca mang thai: "Đồn bậy rồi nha, còn chưa đám cưới mà mọi người." Boca và Duy Tuấn Kiệt đã có 4 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Theo Trường Giang, địa điểm tổ chức ngày trọng đại của đàn em không phải tại thành phố Hồ Chí Minh mà ở vùng biển. Chia sẻ về lý do cầu hôn Boca và dịp kỷ niệm 4 năm hẹn hò, Duy Tuấn Kiệt cho biết: "Bất cứ người phụ nữ nào cũng thích được cầu hôn. Boca xứng đáng có được điều như vậy. 4 năm quen nhau là cả một quá trình. Có thể đối với nhiều người nó không dài, nhưng với Jin nó cũng không ngắn. Thế nên Jin nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình tiến tới một chương mới cuộc đời cùng nhau, để cùng xây dựng hạnh phúc và tương lai cho cả hai đứa." Kim Tuấn Kiệt và Boca ấn định thời gian tổ chức đám cưới, khách mời sẽ gồm những nghệ sĩ nổi tiếng nào? Theo một số thông tin, hôn lễ của Kim Tuấn Kiệt và Boca sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, cụ thể là vào tháng 11. Hiện tại, hai nghệ sĩ chưa chính thức hé lộ về ngày giờ cụ thể cũng như địa điểm sẽ chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc. Tuy nhiên, trong đó chắc chắn sẽ có hôn lễ diễn ra tại quê nhà của cô dâu và chú rể. Kim Tuấn Kiệt và Boca có khoảng 4 năm hẹn hò trước khi quyết định cưới. Tuy nhiên, cặp đôi yêu đương trong âm thầm, không công khai dù khán giả nhiều lần soi ra những tín hiệu tình cảm. Trong công việc, Kim Tuấn Kiệt và Boca thoải mái đi show chung và gọi nhau bằng chị em với tư cách đồng nghiệp. Mặc dù vậy, ai cũng mặc định cả hai là một đôi. Đều là những nghệ sĩ có tiếng trong showbiz Việt, đám cưới của Kim Tuấn Kiệt và Boca dự kiến sẽ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự như Trường Giang, MC Đại Nghĩa, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Jun Phạm, Mạc Văn Khoa. Đây hứa hẹn là hôn lễ trình trang của showbiz Việt dịp cuối năm nay.
Puka cuối cùng đã hé lộ dòng mật mã với Jin Tuấn Kiệt, lý do quyết giấu trước thềm ngày cưới là gì. Sau 4 năm hẹn hò nhưng chỉ úp mở mối quan hệ trước công chúng, Puka và Jin Tuấn Kiệt thông báo tin hỉ hồi đầu tháng 9. Hôn lễ quy tụ nhiều nghệ sĩ của cặp đôi sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Trong thời gian yêu đương kín tiếng, Puka thường xuyên khoe được đàn trai làm điều lãng mạn nhưng quyết giấu một chi tiết. Cụ thể, trước đây trên bánh hoa hay bất kỳ thiệp mừng nào, Puka cũng che mất một chữ liên quan đến cách xưng hô của cả hai. Thậm chí vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, dù đám cưới cận kề, Puka vẫn không để lộ thông tin này. Giữa lúc cư dân mạng tò mò, Puka chính thức lên tiếng nói rõ lý do vì sao vẫn che một chữ trên bó hoa chúc mừng do Jin Tuấn Kiệt tặng. Theo đó, Puka thừa nhận là do thói quen suốt 4 năm qua nên quên đi việc cả hai đã công khai mối quan hệ. Bà xã tương lai của Jin Tuấn Kiệt giờ khóc giờ cười giải thích: "Sao tôi vẫn che vậy? Thói quen mấy bà ơi." Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, dòng mật mã của Jin Tuấn Kiệt và Puka chính là cục vợ. Hóa ra từ lúc mới hẹn hò, nam ca sĩ đã dành những lời ngọt ngào, cách gọi âu yếm dành cho Puka. Khách mời đầu tiên hé lộ chi tiết thiệp cưới ấn tượng của Puka, Jin Tuấn Kiệt, thời gian hôn lễ đã được ấn định rõ ràng. Mới đây, khách mời đầu tiên là diễn viên Duy Khánh chính thức hé lộ thiệp cưới của cặp đôi trẻ Puka và Jin Tuấn Kiệt. Theo đó, thiệp cưới được để trong một chiếc hộp kính ấn tượng có hoa và một túi nhỏ. Bên trong chiếc túi chính là những mảnh ghép, ghép lại thành bức hình cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Màu sắc chủ đạo chính của thiệp cưới là màu hồng và trắng, màu yêu thích của nữ diễn viên. Bài đăng tải của Duy Khánh ngay lập tức được nhiều khán giả quan tâm. Khán giả gửi lời khen về sự sáng tạo thiệp cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Đồng thời, một số người tò mò về thời gian, địa điểm cụ thể diễn ra lễ cưới của đôi trai tài gái sắc. Chưa đầy một tiếng trước, Jin Tuấn Kiệt đã hé lộ đầu tiên về hình của cặp đôi kèm theo thời gian tổ chức hôn lễ là ngày 4 tháng 11 tới đây. Trong bức ảnh, cặp đôi biểu cảm chu mỏ đầy nhắn nhít và gương mặt lộ rõ nét rạng rỡ. Bên dưới là hàng nghìn bình luận gửi lời chúc phúc. Hình ảnh thiệp cưới của Puka Jin Tuấn Kiệt gây ấn tượng bởi chi tiết này. Một vài nguồn tin thân cận cho biết, lễ cưới của cả hai sẽ được diễn ra vào đầu tháng 11 tại một thành phố biển. Mới đây, khách mời đầu tiên đã chính thức hé lộ thiệp cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Cụ thể, nhân vật này chính là diễn viên Duy Khánh, người bạn thân thiết của cô dâu và chú rể. Theo đó, thiệp cưới gây ấn tượng đặc biệt khi kèm với một hộp hoa tươi với tông màu sang trọng, được bọc bên trong hộp kính. Ngoài ra, cặp đôi cũng chuẩn bị những mảnh ghép gắn kết lại sẽ tạo thành khung ảnh của Puka Jin Tuấn Kiệt. Hiện những thông tin về ngày giờ, địa điểm diễn ra lễ cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt vẫn đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Puka thích mê tò he phố cổ, hết lời khen Hội An đỉnh hết nước chấm. Hội An luôn là điểm đến được nhiều người yêu thích và lựa chọn, không khó hiểu khi các sao Việt cũng chẳng ngoại lệ. Loạt ảnh mà Puka chia sẻ mới đây cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian để tham quan, khám phá, chia sẻ nhiều kỷ niệm lưu tại đây. Puka là cái tên không xa lạ với công chúng Việt Nam, đặc biệt là những người mê xem các game show truyền hình. Puka xuất thân là diễn viên, được đào tạo bài bản, người đẹp sinh năm 89 hoạt động chủ yếu ở game show và web drama hơn là đi đóng phim. Theo đuổi phong cách nữ chính ngọt ngào nên đã bước qua tuổi băm, Puka vẫn trẻ trung xinh đẹp như hồi đôi mươi. Ngoài chăm chỉ đi show, nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian du lịch tại các điểm đến nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Mới đây, cô khoe ảnh check-in Hội An trên trang cá nhân, nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hội An sở hữu vẻ đẹp cổ kính, nhiều người đắm say nên nhanh chóng lọt top những phố cổ đẹp nhất châu Á. Hội An nằm ở ngã ba sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng 30 cây số về hướng nam. Không chỉ đẹp bởi hàng loạt ngôi nhà mái ngói tường vàng, dàn hoa giấy rực rỡ, mà cả một con phố cũng khiến dân tình chao đảo bởi quá đỗi yên bình, tĩnh lặng, văn hóa đa dạng kèm theo nhiều công thức kiến trúc ấn tượng. Được biết chuyến đi này là chuyến đi nghỉ hè của Puka, nhưng mãi gần đây nữ diễn viên mới chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Thời điểm cô nàng check-in phố cổ rất đẹp chứ không ảnh hưởng bởi bão Noru như bây giờ. Trời ngập nắng, không gian cũng vì thế mà siêu thơ mộng. Puka đã dành rất nhiều giờ để check-in tại quán có góc lồng đèn đỏ rực, sau đó tham quan hết khu phố mới yên tâm. Bắt gặp một hàng tò he bên đường, Puka hào hứng vô cùng. Những điều nho nhỏ lâu ngày gặp lại vẫn thấy dễ thương. Với những người yêu mến Hội An thì chắc chắn không còn xa lạ với loạt tò he làm bằng gốm nâu đất đặc trưng bày bán ngoài lề đường như thế này. Dù nghề làm tò he ở Hội An còn được gọi là con thổi đã mai một dần, song nó vẫn được gìn giữ vì mang nét văn hóa rất riêng. Tò he gốm xuất phát từ làng Thanh Hà, tạo hình đa dạng nhưng chủ yếu là 12 con giáp, công, voi, rùa, chim. Giá của một chú tò he từ 3.000 đến 10.000, vì giá rẻ nên rất được yêu thích và trở thành thứ quà lưu niệm phổ biến tại Hội An. Sau khi dạo quanh phố cổ, Puka ghé qua bờ sông Hoài, tranh thủ lưu lại vài bức hình chiêu chiêu. Đặc biệt, trải nghiệm show thực cảnh ký ức Hội An khiến Puka thực sự ấn tượng. Đây là show diễn nghệ thuật lớn và quy mô ở đảo ký ức Hội An và trở thành biểu tượng du lịch hấp dẫn mê hoặc du khách. Cả show diễn là bức tranh thị giác thực sự với sân khấu siêu rộng 25.000 m², hệ thống âm thanh đẳng cấp quốc tế, các màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Puka cho biết thực cảnh ký ức Hội An quá đẹp, ngay khi chưa trình diễn thì sân khấu cũng đã rất đẹp và khi theo dõi các màn trình diễn, cô đã nổi da gà vì quá mê.